Chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 4 vừa qua, phố đêm du thuyền là sản phẩm du lịch độc đáo đầu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế đêm của Quảng Ninh, mở ra không gian vui chơi giải trí ban đêm mới mẻ sôi động cho du khách, tăng sức hấp dẫn cho điểm đến du lịch Hạ Long. Đây là mô hình phục vụ khách du lịch ăn uống ban đêm theo hình thức tàu nhà hàng. Bắt đầu hoạt động từ 17 giờ đến 23 giờ hàng ngày, phố đêm du thuyền quy tụ gần 30 tàu đẳng cấp 4, 5 sao, đưa du khách vào hải trình khám phá thành phố biển Hạ Long về đêm lung linh sắc màu, chiêm ngưỡng những danh thắng, công trình nổi tiếng như núi Bài Thơ, vòng quay Sun Grill, cầu Bãi Cháy. Hành trình du ngoạn cùng các con tàu sang trọng tại phố đêm du thuyền cũng sẽ mang đến cho du khách cơ hội được tận hưởng không gian ẩm thực đặc sắc với những món Á Âu đa dạng, hải sản thơm ngon được chế biến bởi các đầu bếp giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, du khách còn được thưởng thức các chương trình văn hóa văn nghệ sôi động trong suốt hành trình khám phá vịnh biển về đêm. Lần đầu tiên mình đến, mình cũng nghe quảng bá, bạn bè giới thiệu, mình cũng có người thân ở đây. Nên tôi rất là thích đi một chuyến này tham quan lần đầu tiên mà cũng rất là hài lòng cho cái hành trình này. Thức ăn thì đồ ăn rất là tươi, rất là ngon, vừa hợp khẩu vị của mình và các bạn của mình, và phong cảnh rất là đẹp. Mình thấy các bạn rất là thân thiện, tàu thì đẹp và cảnh quan thì rất là đẹp. Không chỉ quảng bá tiềm năng thế mạnh nổi trội, giới thiệu các điểm đến, các sản phẩm du lịch, các công trình văn hóa kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung và thành phố Hạ Long nói riêng, phố đêm du thuyền còn là sản phẩm du lịch trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn, điểm nhấn của du lịch Hạ Long về đêm, đồng thời góp phần giảm tải cho các nhà hàng trên bờ khi vào mùa cao điểm du lịch, tạo được môi trường kinh doanh bền vững trong tương lai. Bên cạnh đó, mô hình phố đêm du thuyền cũng tăng khả năng khai thác các tàu tham quan trên vịnh, hạn chế tính chất mùa vụ, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Ninh thành điểm đến kỳ quan bốn mùa. Thì 2 năm vừa rồi là đại dịch diễn ra khá phức tạp và gần như là các ngành du lịch đóng băng. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng dự đoán và cũng xác định sẽ có những cái bùng nổ trong cái giai đoạn sắp tới. Và chính vì tự tin với điều đó, công ty chúng tôi cũng chủ động trong việc chuẩn bị những cái kế hoạch, cũng là chuẩn bị nguồn nhân lực, chuẩn bị các cái trang thiết bị cũng như là phương tiện để đón đầu cái mùa du lịch vào mùa hè. Chúng tôi cũng nghĩ rằng trong cái giai đoạn hiện nay là rất là phù hợp để ra một cái dòng sản phẩm trên bờ vịnh đẹp nhất thế giới. Đây là sản phẩm mới và chúng ta đánh giá rất là cao sự cố gắng của doanh nghiệp. Sau những năm tháng rất là khó khăn của dịch bệnh Covid-19, nhưng mà anh em vẫn rất là quyết tâm để mà dồn những vốn liếng của mình để mà đầu tư sản phẩm này, thì đầu năm chúng ta nên đánh giá rất cao và ghi nhận cái cố gắng của các doanh nghiệp. Và tôi cho rằng đây là một cái sản phẩm mới và nó sẽ tạo một cái dấu ấn rất là đặc biệt khi mà du khách về với vịnh Hạ Long của chúng ta. Nếu như phố đêm du thuyền đem đến trải nghiệm mới lạ cho du khách thích ngắm nhìn vẻ đẹp của Hạ Long từ phía vịnh, thì phố ẩm thực San Carnival lại là lựa chọn ưa thích của du khách, đặc biệt là những bạn trẻ ưa thích sự sôi động náo nhiệt. Sau khi chính thức được mở lại vào cuối tháng 4 năm 2022, các nhà hàng, gian hàng đã nhanh chóng vào guồng hoạt động để phục vụ du khách. Hoạt động từ 16 giờ chiều đến 24 giờ hàng ngày, người dân và du khách có thể thưởng thức những món ăn mang hương vị, văn hóa đặc sắc của nhiều vùng miền trong cả nước, cùng ẩm thực nổi tiếng của nhiều nước trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan. Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức các bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc, được biểu diễn bởi các nghệ sĩ trong và ngoài nước. Đây là sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, không chỉ làm đặc sắc hơn các sản phẩm du lịch địa phương, mang đến những trải nghiệm mới, thú vị cho du khách khi đến với Hạ Long, mà còn bám sát mục tiêu phát triển du lịch của Quảng Ninh là an toàn, hấp dẫn, trách nhiệm, đưa kinh tế đêm từng bước trở thành động lực mới cho du lịch Quảng Ninh. Vịnh Hạ Long thì rất là nổi tiếng rồi, và sau khi mà mình cũng đã được đi tham quan Vịnh Hạ Long ấy, thì ngoài chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp tự nhiên rất là tuyệt vời đấy, thì tối nay mình có đi trải nghiệm một phố đi bộ này thì đúng là quả là cái không khí và cảm giác thì vô cùng là thoải mái và dễ chịu, và rất là nhộn nhịp, đông vui, rất là nhiều cái dịch vụ phù hợp với tất cả những khách du lịch nói chung và kể cả người dân bản địa nói riêng nữa, thì mình cũng cảm thấy là đây là một nơi rất là phát triển và cũng sẽ còn ghé thăm rất nhiều lần. Đây là lần đầu tiên tôi đến Hạ Long và cảm nhận tôi đến đây là rất là vui và tuyệt vời.
và rất là nhiều cái thú vị. Tôi thấy ở đây là rất là nhiều cái để trải nghiệm, và phố đi bộ rồi là vịnh Hạ Long, rồi là nhiều cái để mình trải nghiệm. Tôi đến đây là không những thấy có cảnh quan thiên nhiên Quảng Ninh rất là đẹp, mà còn ở nơi đây thì còn có văn hóa ẩm thực rất là đặc sắc và ngon. Chắc chắn là lần sau tôi sẽ tiếp tục quay lại đây. Kinh tế đêm được coi là mỏ vàng khi kéo theo giá trị gia tăng cho nhiều ngành lĩnh vực tại địa phương. Tại Việt Nam, kinh tế đêm được hiểu là các hoạt động kinh tế diễn ra từ 18 giờ chiều hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực ẩm thực, mua sắm, văn hóa và giải trí để tiếp nối với các hoạt động kinh doanh ban ngày, tạo thành chuỗi dịch vụ khép kín 24 giờ. Để hoạt động kinh tế đêm đi vào nền nếp hiệu quả, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về hạ tầng, xây dựng Quảng Ninh trở thành điểm đến sôi động hấp dẫn, đặc sắc, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, ẩm thực, thưởng thức ẩm thực về đêm của người dân và du khách với những sản phẩm dịch vụ mang tính biểu trưng khác biệt. Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo xây dựng đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm giai đoạn 2022-2025. Theo đó, áp dụng và tổ chức triển khai thực hiện thí điểm mô hình kinh tế đêm tại các khu vực riêng biệt cách xa khu dân cư, đảm bảo khép kín tổ hợp giải trí ban đêm riêng biệt, tận dụng các địa điểm có điều kiện về hạ tầng sẵn có để tổ chức sắp xếp lại không gian phát triển các hoạt động kinh tế ban đêm. Trước mắt, xem xét lựa chọn khu du lịch quốc tế Tuần Châu và khu du lịch danh thắng Yên Tử để thí điểm phát triển kinh tế ban đêm. Sau thí điểm, sẽ tổ chức đánh giá, nghiên cứu, định hướng phát triển đến năm 2030 và nhân rộng mô hình tại các địa phương khác trong tỉnh. Để chuẩn bị cho nền kinh tế ban đêm, Tập đoàn Tuần Châu đã đầu tư tổ hợp các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp nhằm đa dạng hóa các loại hình kinh tế cả về không gian và thời gian, đồng thời chú trọng phát triển nhiều dòng sản phẩm du lịch hấp dẫn. Với định hướng một điểm đến nhiều lựa chọn trong kế hoạch xây dựng thiên đường đêm Hạ Long, bên cạnh những hạ tầng đã chuẩn bị từ trước đó, tập đoàn đã thuê đơn vị tư vấn nước ngoài để lập quy hoạch phát triển kinh tế đêm trên diện tích 80 ha tại vùng lõi của đảo. Dự kiến giai đoạn 2021-2025 đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng để phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đêm với quan điểm phát triển dựa vào 3 trụ cột chính là thiên nhiên, con người và văn hóa. Phạm vi đầu tư tập trung vào 4 lĩnh vực văn hóa, vui chơi, giải trí, dịch vụ ăn uống, dịch vụ mua sắm, dịch vụ du lịch trong tổng thể khuôn viên khép kín, trên nền tảng hệ sinh thái gồm hàng ngàn tiện ích và hạng mục giải trí, đảm bảo đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu hưởng thụ vui chơi, nghỉ ngơi, khám phá cho du khách, mang đến những trải nghiệm khác biệt riêng có tại Quảng Ninh. Chúng tôi cũng đã nắm được các chủ trương của tỉnh nhà nói chung và của Tập đoàn Tuần Châu nói riêng sẽ có những kế hoạch để đón khách quốc tế, cho tới các nội dung, các kế hoạch như là kinh tế ban đêm. Chúng tôi sẽ mở cửa muộn hơn, sẽ có các hình thức tái khởi động mạnh mẽ hơn, hấp dẫn hơn. Kết hợp trong nhà hàng còn có cả văn hóa nghệ thuật, rồi văn hóa địa phương, các món ăn địa phương. Yên Tử chú trọng 4 gói sản phẩm đặc trưng. Thứ nhất là tour hành hương, thứ hai tour khám phá văn hóa lịch sử, thứ ba tour nghỉ dưỡng wellness và thứ tư là Mai's Wedding. Đối với Yên Tử thì cái việc chú trọng về sản phẩm là một trong những điểm nhấn, dựa trên những cái giá trị cốt lõi và phát huy những cái giá trị của điểm đến thì sẽ là chìa khóa để giúp chúng tôi xây dựng những sản phẩm đặc trưng để khai thác và mở cửa thị trường. Kinh tế đêm là xu thế phát triển tất yếu của Quảng Ninh nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế hạ tầng sẵn có, thúc đẩy mạnh mẽ ngành du lịch phát triển, góp phần phục hồi tối đa nền kinh tế. Thời gian qua, mặc dù đã thu hút được nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển nhiều sản phẩm mới đặc sắc, song nhìn chung hoạt động kinh tế đêm vẫn còn nhỏ lẻ, chưa phát triển theo chuỗi giá trị, thiếu sự liên kết, giao thoa và chưa thực sự thu hút được những nhà đầu tư lớn. Hiện nay, thành phố Hạ Long vẫn đang thiếu các trung tâm, điểm vui chơi giải trí về đêm quy mô lớn, chưa có các sự kiện, hoạt động văn hóa nổi bật hấp dẫn. Lượng khách du lịch đông, song lại chỉ tập trung vào những ngày cuối tuần, cũng khiến các hoạt động kinh tế đêm ở những ngày trong tuần bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, việc phát triển các hoạt động kinh tế đêm chưa theo quy hoạch cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến các vấn đề an sinh xã hội như môi trường, giao thông đô thị và tiếng ồn. Do đó, để phát triển kinh tế ban đêm, cần phải có các giải pháp đồng bộ, bài bản, chặt chẽ, thu hút được sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế tư nhân. Đồng thời có hành lang pháp lý ổn định, thuận lợi, đảm bảo vừa phát triển kinh tế, vừa kiểm soát tốt các vấn đề an ninh trật tự, giúp du khách yên tâm trải nghiệm. Ngày xưa khi mà khách về Vịnh Hạ Long ấy, thì thường hay có một cái câu nói rất là vui nhưng mà
hình như là có ý gì trách móc một chút, là khi đến Hạ Long ấy thì ban ngày rất là vui, rất là nhiều thứ để xem, nhưng mà ban đêm đến ấy thì hơi buồn một chút. Vì vậy mà chúng ta cũng đang phải từng bước để mà chúng ta thay đổi hình chúng ta về cái việc đó. Sau này thì chúng ta tiếp tục phải cùng với các doanh nghiệp, chúng ta cùng tính toán, cùng cân nhắc để chúng ta tiếp tục đưa vào nhiều sản phẩm mới nữa. Chúng ta cũng đặt vấn đề kể cả những khu phố mà ẩm thực, rồi khu phố vui chơi giải trí, rồi khu phố mua sắm, thì tất cả việc đấy nó trong tổng thể của cái kinh tế đêm, cái du lịch đêm, thì từng bước ta sẽ hoàn chỉnh từng cái hạng mục một và để chúng ta có thực sự có một cái kinh tế đêm hoàn chỉnh. Chúng tôi cũng đang cùng với các cơ quan có chức năng của tỉnh, rồi của tổng du lịch, thì chúng tôi cũng đang từng bước hoàn thiện đề án này và sau đó thì cùng doanh nghiệp được triển khai đề án đó. Quảng Ninh là một trung tâm du lịch lớn của cả nước, với điểm đến là thành phố Hạ Long và di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Mặc dù vẫn còn là một khái niệm mới, số lượng ngành nghề dịch vụ hạn chế, lại bị giới hạn bởi nhiều yếu tố khách quan khác, song phát triển kinh tế đêm tại Quảng Ninh, nhất là thành phố thủ phủ du lịch Hạ Long, vẫn là một xu thế tất yếu. Bởi một thành phố năng động, đông khách du lịch quốc tế, không thể thiếu các không gian khám phá, tham quan mua sắm và giải trí về đêm. Trong bối cảnh du lịch đã ấm trở lại, song song với việc đẩy mạnh các hoạt động kinh tế dịch vụ du lịch ban ngày, việc tập trung phát triển các loại hình kinh tế ban đêm với những trải nghiệm văn hóa giải trí mới, đặc sắc sẽ góp phần tăng thời gian lưu trú, chi tiêu của khách du lịch, tăng thêm nguồn thu, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu 6 tháng cuối năm 2022. Quảng Ninh thu hút được khoảng 5 triệu lượt du khách, doanh thu ước đạt 10.000 tỷ đồng.